Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Ngày hôm nay Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là háo hức bởi vì tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Nhưng mà quý vị biết không à, niềm vui còn được nhân đôi bởi vì ngày hôm nay chính là một giai đoạn khởi đầu vô cùng tốt đẹp giữa tình cảm của chàng trai tên Gia Khiêm và cô gái tên là Hạ Thu. Hai người này cứ tưởng rằng là không thể nào đến được với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay, nụ hôn đầu tiên sẽ trao trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Hoàn cảnh đó là gì? Liệu rằng Hạ Thu có phải có ai đó đang ganh ghét và hãm hại cô hay không? Và Gia Khiêm chạy đến và cứu cô. Tâm An cũng đang rất tò mò. Hãy cùng theo dõi với Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mặc kệ cho bà Kim Thoa mắng chửi, nhưng mà ông Trần Dũng vẫn nằm im như ngủ say. Nhưng trên khóe mắt lại có vài giọt nước mắt trong suốt lăn dài. Ngay lúc này cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, đôi chân mang giày da sang trọng bước vào và cất tiếng. Tại sao em có thể nói ra những lời như vậy? Bà Kim Thoa giật mình quay lại thì hoảng hốt khi nhìn thấy ông Quốc. Bà ta lắp bắp. Anh, tại sao anh ở đây? Ông Quốc nhìn bà Kim Thoa, sau đó hướng đến ông Trần Dũng đang nằm trên giường bệnh. Nếu như anh không đến, làm sao biết được những chuyện này? Bà Kim Thoa bước tới nắm lấy tay của ông. Mọi chuyện không như anh nghĩ. Anh nghe em giải thích, em và ông ta không còn gì. Do ông ấy bị bệnh nên em mới tới đây thăm ông ấy vì cái nghĩa thôi. Anh không trách em, bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận. Trong khi ông ấy cũng quá tội. Sự thật thì luôn mãi là sự thật. Hạo Dân là con trai của ông ấy thì nên để ông ấy được nhìn nhận chứ. Đối với một người sắp chết, tại sao em ích kỷ như vậy? Nhưng anh có nghĩ cho Hạo Dân không? Một người ba tù tội mang trong mình án giết người, rồi con phải đối mặt với xã hội này như thế nào? Em làm tất cả chỉ vì em nghĩ cho con. Dù con là như thế nào thì ông ấy là ba ruột của Hạo Dân. Con cái không có quyền chối bỏ nguồn cội, đặc biệt là đấng sinh thành ra mình. Bà Kim Thoa nghe ông Quốc nói lớn tiếng, bà ta sợ hãi không dám nói thêm. Gọi Hạo Dân đến đây. Nhưng anh bảo em gọi Hạo Dân đến nếu như em còn xem anh là chồng của em. Vâng vâng, để em gọi. Bà Kim Thoa lấy điện thoại trong túi sách, bàn tay run rẩy. Trong lòng bà ta đang sợ ông Quốc sẽ vì chuyện này mà giận mình. Bên kia đổ chuông khá lâu nhưng không ai bắt máy. Con nó không nghe. Gọi đi, đến khi nào Hạo Dân nghe thì thôi. Bà Kim Thoa lại tiếp tục gọi, cuộc thứ hai rồi đến thứ ba, cho đến lần thứ năm thì bên kia mới có tín hiệu. Hạo Dân đưa tay tìm điện thoại, lúc này đầu anh đau như bố bổ, mắt của anh chưa mở ra hết. Alo, con đang ở đâu? Nhanh đến đây đi. Mẹ muốn con đi đâu? Bà cho 15 phút, con phải đến ngay bệnh viện. Mẹ đang đợi con ở bệnh viện X, nhanh lên con. Ông Quốc đưa tay cầm lấy điện thoại, nói xong thì tắt máy. Còn Hạo Dân nghe ra tiếng của ông có chút bất ngờ. Hơn nữa giọng của ông lại hơi khác thường. Dù biết ông thương mình, nhưng đối với ông Hạo Dân vẫn phần nào sợ dè chừng. Cho nên anh phải nhanh chóng đến ngay nơi ông nói. Lúc này Hạo Dân mới nhận ra đây là một căn phòng xa lạ. Anh nhớ mình đến quán bar và uống rất nhiều rượu. Sau đó thì say không còn nhớ gì. Vậy tại sao bây giờ anh lại ở đây? Anh dậy rồi đây à? Hạo Dân nghe tiếng nói liền nhìn qua bên cạnh. Anh sửng sốt khi nhìn thấy Minh Tú đang nằm bên cạnh mình. Cô ta mỉm cười, còn đưa tay đặt lên người của anh. Sao cô lại ở đây? Anh quên rằng chúng ta đã làm gì nhau à? Cô nói cái gì tôi không hiểu. Tôi say thì tôi làm được cái gì? Anh định dùng cái cớ say để chối bỏ trách nhiệm à? Hạo Dân, em yêu anh. Ngay cả lần đầu, em cũng dành cho anh rồi.
Cô thôi ngay. Tôi đã quá rõ con người của cô. Lần đầu hay không ấy, thì cô nói làm sao tôi biết được. Minh Tú giả vờ ủy khuất, khóc lóc, chỉ tay về phía màng đỏ ở dưới tấm ga trải giường. Đấy, anh nhìn đi. Thế chả nhẽ em lại đem danh dự của bản thân mình ra đùa giỡn. Anh như vậy là xem thường em rồi. Hạo Dân đã đau đầu, bây giờ lại càng đau thêm. Bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho anh rất mệt mỏi. Trong khi chuyện với Minh Tú anh hoàn toàn mơ hồ, cô ta lại còn muốn ăn vạ như thế. Thật sự rất phiền. Biết cô thuộc dạng hám lợi cũng vì tiền, cho nên anh lấy ví, móc ra tấm thẻ đưa cho cô ta. Nói trắng ra thì cô chỉ muốn có tiền thôi chứ gì. Bên trong có 300 triệu, cô cầm lấy. Từ nay đừng bao giờ làm phiền đến tôi. Còn bây giờ, tôi phải đi. Minh Tú đâu đơn giản chỉ muốn nhiêu đó, cho nên cô ta không lấy. Em không cần tiền của anh. Mà thôi, chúng ta cũng là người lớn, xảy ra quan hệ cũng là bình thường. Em yêu anh, nên em sẵn sàng dâng hiến tất cả. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Cô lại muốn giở trò gì? Anh nói như vậy là sao? Mà thôi, thẻ tôi đưa cho cô thì cô cứ cầm lấy. Tôi không muốn liên quan đến cô. Còn bây giờ tôi phải đi. Hạo Dân lấy đồ mặc vào, bước ra khỏi phòng, không thèm nhìn đến Minh Tú. Còn cô ta sau khi Hạo Dân đi khỏi, cầm cái thẻ trên tay, mỉm cười. Em đây không chỉ muốn nhiều đây, em còn muốn nhiều nhiều hơn như vậy. Anh sẽ không bao giờ thoát được khỏi tay của em đâu. Hạo Dân à. Hạo Dân đến bệnh viện như ông Quốc nói, sau đó gọi lại cho bà Kim Thoa. Lúc này cả hai đang còn trong phòng bệnh của ông Trần Dũng. Bầu không khí khá là căng thẳng, bao trùm cả một căn phòng. Không ai nói với ai lời nào. Lúc này điện thoại đổ chuông, bà Kim Thoa nhìn là số của con trai thì vội vàng nghe máy. Con đến chưa? Con đang đứng trước cửa bệnh viện. Mà sao ba mẹ lại đến đây? Hai người đang ở đâu ạ? Con ở đây, chở mẹ xuống ngay. Tắt máy xong, bà Kim Thoa nói với ông Quốc. Em xuống đón con. Ừ. Bà Kim Thoa đi rồi, ông Quốc mới rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần giường bệnh. Tôi mong ông đừng có trách Kim Thoa. Tất cả sự ích kỷ cũng vì lo cho thằng Hạo Dân. Mà ông yên tâm, con trai của ông sắp đến gặp ông rồi. Ông phải cố gắng lên. Ông Trần Dũng bỗng nhiên co giật, khiến cho ông Quốc lo lắng, chạy vội đi gọi bác sĩ. Sau đó bác sĩ cùng với y tá đến ngay để cấp cứu. Ông Quốc bên ngoài chờ đợi lo lắng không thôi. Còn về bà Kim Thoa xuống đến sảnh bệnh viện, nhìn thấy Hạo Dân, bà lên tiếng. Hạo Dân, mẹ đây. Mẹ, ba đâu ạ? Ba con đang trên kia. Thì ba con bị làm sao à? Không, ba con không sao cả. Thế tại sao hai người lại tới đây? Khi nãy trong điện thoại con nghe giọng ba hơi lạ. Bà Kim Thoa không biết phải mở lời với Hạo Dân thế nào, thì bà nhận được điện thoại của ông Quốc. Nhanh đưa Hạo Dân lên đây đi. Ông ấy không ổn rồi. Vâng vâng, em biết rồi. Hạo Dân này, mẹ có chuyện gì thế? Ai gọi cho mẹ? Là ba à? Con đi nhanh, theo mẹ đi. Nào. Nhưng có chuyện gì à mẹ? Một lát nữa, con sẽ biết. Bà Kim Thoa đưa Hạo Dân đến phòng bệnh, nhìn thấy ông Quốc đang đứng, hướng mắt vào trong. Bà vội vàng hỏi. Ông ấy thế nào? Tình hình không được ổn cho lắm. Hạo Dân nghe hai người nói chuyện, anh tò mò. Ba và mẹ đang nói rằng ai không ổn ạ? Con qua đây, ba muốn nói chuyện với con. Có chuyện gì thế ba? Con cũng biết chuyện ba ruột của con rồi, có đúng không? Hạo Dân gật đầu, ông Quốc lại nói tiếp. Tình thương ba dành cho con trước giờ, chắc là con cũng hiểu. Nhưng mà sự thật, ba không phải là người sinh ra con, mà người đó đang nằm bên trong. Mạng sống không khác gì ngọn đèn trước gió. Không biết ông ấy trước kia có mắc sai lầm gì, nhưng mà dù sao ông ấy cũng là ba của con, là người tạo ra con. Nếu như không có ông ấy thì lại không có con trên cõi đời này. Bởi vậy con không được chối bỏ người sinh ra con. Không ai lựa chọn được người sinh ra mình, cho nên con đừng có trách ông ấy. Còn đối với ba thì con mãi là con trai của Lý Hải Quốc này. Điều đó không bao giờ thay đổi. Hạo Dân nghe xong xúc động trước lời lẽ của người ba mà anh vô cùng kính trọng. Nước mắt anh đã rơi xuống.
Anh ôm chầm lấy ông Quốc. Con hiểu rồi. Con cảm ơn ba. Con trai của ba phải mạnh mẽ lên nhá. Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra, bà Kim Thoa liền hỏi. Thưa bác sĩ, tình trạng của ông ấy thế nào? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà nên vào để gặp mặt bệnh nhân lần cuối đi. Bà Kim Thoa thất thần, còn Hạo Dân nghe xong cũng không khỏi đau buồn, vì đó chính là ba ruột của anh. Người mà anh chưa gặp một lần, nhưng sợi dây máu mủ thiêng liêng vô hình kết nối cả hai lại cùng với nhau. Còn vào trong, nhìn mặt ông ấy đi. Dạ thưa ba. Hạo Dân cất những bước chân nặng nề đi vào trong phòng bệnh. Phía sau bà Kim Thoa và ông Quốc cũng theo cùng. Ông Trần Dũng lúc này đã tỉnh. Ông đưa mắt nhìn Hạo Dân mà xúc động không nói nên lời. Còn Hạo Dân đến bên giường bệnh mà quỳ xuống. Ba ơi, con là đứa con bất hiếu. Đến bây giờ con mới đến gặp ba. Ông Trần Dũng yếu ớt khó khăn lắm. Mấy giờ tay chạm lên đầu của Hạo Dân. Ba không xứng để làm ba của con. Ba xin lỗi. Vì chưa một ngày chăm sóc cho con. Ba có lỗi với mẹ và con nhiều lắm. Nói đến đây ông Trần Dũng ho càng lúc càng nhiều. Hơi thở lúc này cũng dần yếu ớt. Hạo Dân sợ hãi, nắm chặt lấy bàn tay của ông. Kìa ba nghỉ ngơi đi ạ. Ba đừng nói nữa. Ba sợ ba không nói thì không còn cơ hội để nói với con. Nhìn đến bà Kim Thoa, ông Trần Dũng lại nói tiếp. Tôi cảm ơn em rất nhiều. Vì phút cuối đời được gặp con trai, tôi không còn gì hối tiếc. Bà Kim Thoa không nói gì ngoài lòng áy náy, vì đến phút cuối cùng bà cũng không muốn Hạo Dân gặp ông. Tất cả đều do ông Quốc mà thôi. Người ông nên cảm ơn chính là anh ấy. Tôi cảm ơn anh đã chăm sóc nuôi dạy con trai tôi khôn lớn, cũng như là cho Kim Thoa một gia đình hạnh phúc, thứ mà tôi đã nợ cô ấy. Tôi bây giờ chả có cầu mong gì cho bản thân mình. Tôi chỉ xin anh đừng chấp hay trách gì cô ấy. Cô ấy không có tội. Mọi tội lỗi đều là do tôi mà ra. Tôi hiểu những gì anh nói. Anh nên nghỉ ngơi cho khỏe. Hạo Dân rất cần anh. Ông Trần Dũng nhìn đến Hạo Dân, đưa tay sờ lên mặt con trai, sau đó nở một nụ cười mãn nguyện, rồi chút hơi thở cuối cùng. Hạo Dân gào khóc. Ba ơi, kìa, ba! Còn bà Kim Thoa giây phút này đây, bà không kìm được nước mắt mà dựa vào ông Quốc che miệng khóc. Gia Khiêm sau khi tìm đến ông Quốc nói rõ mọi chuyện cho ông nghe, thì anh trở về để xem Hà Thu. Vào nhà thấy bà Sáu đang lau dọn, anh hỏi. Cô ấy có ăn gì không ạ? Dạ thưa cậu, tôi có theo lời cậu, dặn mang đồ lên cho mợ, nhưng mà mợ nói không muốn ăn. Tôi biết rồi, bà coi nấu chút cháo, mang lên phòng cho tôi. Dạ vâng thưa cậu. Gia Khiêm nói xong bước lên lầu, mở cửa phòng ra nhìn thấy Hà Thu đang nằm trên giường. Không muốn làm cô thức giấc, anh đến tủ quần áo, rồi đi vào phòng tắm. Lúc sau trở ra điện thoại anh đổ chuông, bước đến xem là số của ông Quốc. Dạ con nghe chú. Vâng vâng, con biết rồi. Tắt máy xong, Gia Khiêm đặt điện thoại về chỗ cũ, gương mặt anh có chút đăm chiêu, hai chân mày nhíu chặt. Còn tôi mở mắt thức dậy, nhìn thấy chồng đang nghe điện thoại, nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối, không nghĩ mình lại ngủ nhiều đến như vậy. Anh về từ lúc nào thế? Gia Khiêm quay người nhìn qua Hạ Thu. Tôi làm em thức giấc à? Không phải, tôi ngủ được một chút rồi. Thế trong người còn đau nhiều không? Tự nhiên thấy thái độ ôn nhu quan tâm của chồng khiến tôi có chút thẹn thùng. Còn hơi ê ẩm một chút. Tôi có chuyện này muốn thông báo với em. Nhận thấy chồng mình nghiêm túc, hẳn là việc vô cùng quan trọng. Có chuyện gì mà anh úp mở thế? Gia Khiêm vừa nãy nhận cuộc gọi của ông Quốc và được tin ông Trần Dũng đã qua đời. Anh lo lắng Hạ Thu biết được sẽ buồn, nhưng nếu như không nói thì cũng không được, cho nên anh cứ do dự. Sao anh không nói gì? Trước tiên em phải hứa với tôi là em phải bình tĩnh. Tôi nghe như vậy trong lòng cảm thấy bất an, song vẫn cố gắng hít thở một hơi thật sâu và gật đầu. Ừ,
Tôi sẵn sàng rồi, anh nói đi. Tôi vừa nhận được tin chú Dũng ở bệnh viện đã mất. Tôi nghe xong thì chết lặng, nước mắt cứ như vậy mà tuôn chảy. Mới đây thôi còn nghĩ sẽ giúp chú nhận con trai, nhưng tôi còn chưa kịp làm thì chú đã đi. Thật sự là chú rất đáng thương, đến cuối đời không được gặp mặt con trai mình lần cuối. Cứ nghĩ đến chú, lòng của tôi lại quặn thắt. Gia Khiêm nhìn Hạ Thu như vậy, anh cũng rất đau lòng. Anh biết là cô đang buồn nên ôm lấy cô vào lòng. Muốn khóc ấy thì cứ khóc đi. Khóc ra em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nghe chồng nói vậy, cứ như vậy ở trong lòng chồng mà tôi khóc nức nở. Chú ấy quá tội nghiệp anh ạ. Đến khi chết còn chưa kịp nhìn mặt con trai. Ông trời có phải là quá bất công không? Em yên tâm đi. Chú ấy đã được nhìn mặt con rồi. Anh nói thật chứ? Ừ. Tôi đã tìm gặp chú Quốc để nói hết cho chú ấy biết. Khi nãy chú có nói rằng Hạo Dân đã đến gặp và nhìn nhận lại ba mình. Tuy có hơi muộn màng, nhưng mà chú ấy cũng mãn nguyện ra đi. Không còn gì hối tiếc. Dạ Khiêm đưa tay lên lau nước mắt cho Hạ Thu. Tôi nghe như vậy thì cũng xem như an ủi cho chú. Dù vậy trong lòng tôi cứ cảm thấy rất buồn vì tôi thương chú. Tôi cần một chỗ dựa để mình có thể dựa vào, và đó không ai khác chính là chồng của tôi. Cứ như vậy tôi đưa tay ôm lấy người chồng rồi tựa đầu vào đôi vai rắn chắc mà dựa dẫm. Còn Gia Khiêm thấy hành động đó của Hạ Thu thì có chút không kịp phản ứng. Nhưng sau đó anh cũng đặt tay lên lưng cô vỗ về. Anh muốn xoa dịu đi phần nào nỗi buồn trong lòng của cô. Sáng hôm sau tôi theo chồng đến chùa để tham gia tang lễ của chú Dũng. Tôi được chú Quốc cho hay chú ấy được thêu và gửi tại chùa. Khi tôi và chồng cùng nhau đi tới thì thấy chú Quốc và bà Kim Thoa cùng với Hạo Dân có mặt. Mặt ai lúc này cũng thoáng buồn. Tôi gật đầu rồi lặng lẽ đến đốt cho chú nén nhang. Gia Khiêm không để Hạo Dân vào mắt. Anh nhìn đến ông Quốc và gật đầu chào. Anh cũng giống như Hạ Thu, bước đến lấy nhang đốt, đưa tiễn ông Trần Dũng. Hạo Dân thì chịu tang bởi vì đó là ba của anh ta. Ôm trên người di ảnh của ông Trần Dũng, nét mặt trầm buồn. Đến giây phút hỏa thiêu, thì gần như những người có mặt, ai nấy đều mang một tâm trạng và một nỗi niềm riêng. Trước cảnh đó tôi không thể nào cầm được nước mắt. Gia Khiêm ôm lấy Hạ Thu vào lòng. Do anh đeo kính đen nên không ai thấy được biểu cảm trên gương mặt của anh. Sau khi xong hết, anh nói với Hạ Thu: "Chúng ta về thôi. Mọi việc cũng xong xuôi, tôi cũng tiễn chú một đoạn đường cuối. Chỉ mong trên thiên đường chú được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Ở lại đây chỉ càng thêm buồn, nên tôi gật đầu với chồng. Em đứng đây nhé, tôi đến nói với chú Quốc một tiếng." Gia Khiêm bước đến chỗ ông Quốc. Lúc này bà Kim Thoa và Hạo Dân đang ở bên trong để nhận cho cốt của ông Trần Dũng. "Con xin phép về trước." "Ừ, thế hai đứa về đi." Gia Khiêm vừa quay người rời đi thì Hạo Dân từ trong bước ra. "Khoan đã, tôi có chuyện này cần nói với anh." Hạo Dân đưa hũ cho cốt cho bà Kim Thoa. "Mẹ cầm giúp con một chút." "Con định làm gì?" Hạo Dân sau khi biết được việc Gia Khiêm đến tìm ông Quốc nói chuyện thì vô cùng phẫn nộ, cho rằng anh cố tình chia rẽ hai ba con họ nên muốn hỏi rõ ràng Gia Khiêm. Còn Gia Khiêm lúc này không biết tại sao Hạo Dân lại gọi mình và có chuyện gì muốn nói với mình đấy. "Cậu muốn nói gì với tôi? Sang bên kia nói chuyện." Hạo Dân đi về phía trước, thấy vậy Gia Khiêm cũng tiến lên. Lúc này cả hai đứng cách ông Quốc và bà Kim Thoa một khoảng cách khá xa. Gia Khiêm lên tiếng: "Cậu có chuyện gì? Cậu nói đi, tôi không rảnh." "Tại sao anh lại tìm ba tôi? Anh có mục đích gì? Chắc anh định nói ra chuyện ba ruột của tôi để chia rẽ tình cảm của ba con tôi chứ gì?" Gia Khiêm nghe xong nhếch môi cười. Anh không nghĩ rằng Hạo Dân lại có những cái suy nghĩ nông cạn đến như vậy. "Cậu nghĩ cậu là ai để tôi phải tốn tâm tư tính kế đến như vậy? Chứ không phải thì tại sao? Lý do?" Gia Khiêm hướng mắt đến nhìn Hạ Thu đang đứng ở phía kia. Tất cả đều anh làm là vì cô vợ nhỏ của mình, bởi vì anh không hề có thời gian dành để lo những chuyện bao đồng. "Tôi không cần phải trả lời cậu. Nếu một người biết suy nghĩ thì không bao giờ hỏi một câu ngốc nghếch như cậu đâu." Nói xong Gia Khiêm cũng cất bước rời đi. Hạo Dân nhìn theo mà hai tay siết chặt.
vẻ mặt có chút khó chịu. Trong ánh mắt của Hạo Dân hiện lên cái sự căm ghét. Anh tưởng anh là ai? Anh đừng tỏ ra mình cao thượng. Tôi khinh. Gia Khiêm tiến đến chỗ của Hạ Thu. Chúng ta về thôi em. Tôi thấy chồng nói chuyện với Hạo Dân, nhưng tôi không muốn hỏi họ nói gì với nhau. Sau đó, cùng chồng đi về nhà. Suốt một tuần qua, tôi chỉ ở nhà và không đi đâu hết. Chuyện của chú Dũng đang còn ám ảnh đến tâm trạng của tôi. Cũng may có chồng tôi bên cạnh an ủi động viên. Tự nhiên tôi nghĩ chồng tôi, ngoài những lần chọc giận khiến cho tôi cáu, thì đôi lúc lại nghiêm túc và có chút dễ thương. Ai bảo người lớn tuổi thì khô khan chứ. Ngược lại tôi thấy chồng tôi hội tụ tất cả những gì mà một người đàn ông cần có. Ngoài có vẻ bề ngoài thì chồng tôi còn là một người giỏi trong việc kinh doanh, hiếu thảo, hơn hết là suy nghĩ cho người khác. Điển hình là lo cho cậu tôi và nhất là rất quan tâm đến tôi. Dù giữa chúng tôi chỉ là vợ chồng, hữu danh vô thực. Mỗi một điểm trừ duy nhất là hơn tuổi của tôi, còn tất cả đều hoàn hảo. Mà tôi nhớ cô Lệ từng bảo, chồng già thì cưng chiều mình, không biết chồng tôi có như vậy hay không. Do tôi bị thương nên không thể đến câu lạc bộ, đi làm được nữa. Bây giờ đã qua một tuần, tôi thấy người cũng khỏe rồi, nên không muốn ở nhà. Bởi vậy sáng tranh thủ, lúc chồng chuẩn bị đi làm, tôi nói với anh. Anh cho tôi đến câu lạc bộ làm việc nhé. Nhưng mà em khỏe chưa? Tôi khỏe rồi, ở nhà thế này tôi buồn lắm. Tôi sợ chồng không đồng ý, nên bước xuống giường, cầm lấy cánh tay của chồng, lắc lắc năn nỉ. Tôi xin anh đấy, anh cho tôi đi làm nhé. Nhìn vẻ mặt của cô lúc này, không khỏi khiến cho Gia Khiêm mềm lòng. Anh suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Vậy em thay đồ đi, tôi đưa em đi làm. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi nghe chồng nói như vậy đương nhiên là vui vẻ, nhảy cẫng lên ôm lấy chồng của tôi. Hành động này của cô làm cho Gia Khiêm miệng nở một nụ cười. Lúc này tôi mới nhận ra mình quá vui mừng nên lỗ mãng với anh, có chút xấu hổ. Tôi vội vàng rời khỏi người chồng mà nói. Ừ, tôi đi thay đồ đây. Tôi chạy ùa một cái vào trong phòng tắm. Lúc này nhìn mình trong gương là một khuôn mặt ửng đỏ. Tôi áp tay lên hai má và tự nói với mình. Xấu hổ quá, sao mình lại có thể sỗ sàng ôm anh ta như vậy chứ? Không biết anh ta có nghĩ gì không nhỉ? Càng nghĩ lại càng rối. Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu mình, mở vòi nước lên tắm. Đến khi lau mình lấy đồ để mặc thì tôi mới biết là khi nãy mình không mang đồ vào đây. Chồng tôi chắc là đang bên ngoài. Tôi không thể nào chạy ra đó mà lấy đồ được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một cách là nhờ chồng tôi mà thôi. Mở hé cánh cửa, tôi thò đầu ra đưa mắt giáo giác tìm chồng. Lúc này tôi thấy chồng tôi đang ở bàn sách. Tôi do dự không biết phải mở lời như thế nào. Gia Khiêm soạn tài liệu bỏ vào cặp, quay người nhìn lại để nhìn xem cô bước ra chưa. Đã tắm một lúc lâu như vậy mà còn chưa thấy ra. Lúc này anh nhìn cô ló đầu ra, anh hỏi ngay. Sao thế? Tôi quên mang đồ vào. Anh lấy giùm tôi có được không? Gia Khiêm không ngờ cô vợ mình lại hậu đậu đến mức đó. Anh không nói gì mà đến tủ đồ lấy cho cô một chiếc váy mang đến cho cô. Nếu như không có tôi thì cô nhờ ai? Nếu như không có anh á, tôi tự ra mà lấy. Mà cảm ơn anh nhé. Tôi đưa tay cầm lấy đồ sau đó đóng cửa lại. Sau khi thay đồ xong xuôi tôi bước ra, đến bàn trang điểm chải tóc. Do tóc thẳng rồi nên tôi chỉ buộc cao lên là xong. Thoa thêm một lớp son rồi cầm túi sách. Đi được chưa? Tôi chờ em cả buổi đấy. Trễ hết cả giờ làm của tôi rồi. Đàn bà con gái cái gì mà lề ma lề mề. Chắc đàn ông bọn anh không lề mề à? Lắm lời, đi nhanh nào. Tôi lè lưỡi rồi đi nhanh theo chồng tôi. Xuống đến phòng khách thì mẹ chồng tôi hỏi. Hạ Thu, con đi đâu đấy? Dạ thưa mẹ, hôm nay con đi làm. Con khỏe chưa mà lại muốn đi làm? Con khỏe rồi mà. Thì hai đứa vào ăn sáng đi, rồi hãy đi. Tôi thấy bây giờ trễ giờ rồi, định nói không ăn, nhưng chồng tôi lại lên tiếng. Dạ vâng, thế mẹ vào ăn luôn ạ? Ừ. Tôi nhìn qua chồng, không biết là chồng có nhìn ra suy nghĩ của tôi hay không, mà anh lại nói với tôi. Định để cái bụng đói mà đi làm à? Thì tại anh bảo trễ giờ mà. Tôi nói cái gì cứ kệ tôi.
Vào mà ăn nhanh đi. Sau đó tôi cùng chồng và mẹ chồng cùng nhau ăn sáng. Tôi ăn rất nhanh, còn chồng tôi thì ăn lại rất ít. Cả hai chúng tôi thưa mẹ chồng xong xuôi thì đi làm. Lúc này trên xe tôi nhớ hôm qua khi gọi hỏi thăm sức khỏe của cậu. Nghe cậu nói đã bớt đi rất nhiều, bởi vậy tôi cũng yên tâm. Mà nghe cậu nói là có người mang xe máy đến, bảo là chồng tôi bảo. Tôi không nghĩ mà chồng tôi lại nhớ chuyện mua xe cho em Huy đi học. Tôi cũng cần phải nói lời cảm ơn. Nhìn qua chồng đang lái xe, tôi nói với anh. Cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn? Vì được đi làm à? Cả cái việc anh mua xe cho Huy. À, tưởng chuyện gì. Đó là người thân của em, cũng như là người thân của tôi. Giúp đỡ là chuyện bình thường. Mà tôi dự định tìm nơi khác cho cậu mợ em sống. Nơi này tôi thấy xuống cấp quá rồi. Tôi cũng từng nghĩ khi có tiền, tôi cũng tìm một nơi mới rộng rãi hơn cho cậu mợ sống được thoải mái. Giờ nghe chồng nói như vậy tôi vui lắm, nhưng tôi đang còn ngại. Thôi, anh giúp cậu mợ tôi nhiều rồi. Bây giờ phiền anh thì tôi ngại. Ơ, em mà biết ngại á? Biết chứ sao không? Thế tại sao lúc dùng thẻ của tôi, em không ngại đi? Chồng tôi lại nhắc về chuyện này, cũng do hoàn cảnh thôi, chứ tôi có muốn mắc nợ đâu. Thì anh chờ tôi đi làm tôi có tiền rồi tôi trả. Anh cứ nhắc như thế. Tiền lương của em cũng là tiền của tôi. Tôi nhắc ấy, bởi vì em cứ tiền tôi tiền em. Người thân em tôi cũng muốn giúp, em lại nói phiền. Tôi không thích cái kiểu rạch ròi giống như của em đâu. Tôi nghe vậy không nói gì nữa. Gia Khiêm đúng là không thích Hạ Thu, cứ phân biệt như vậy. Không giống như hai người là người dưng, chứ không phải là vợ chồng. Thấy cô im lặng, anh cũng tập trung lái xe, không nói thêm gì nữa. Đến câu lạc bộ, anh đưa cô vào. Sau khi gọi mọi người đến thông báo xong, anh đưa cô đến phòng làm việc. Vừa bước vào tôi nhìn thấy mọi thứ khác hoàn toàn so với lần đầu tiên tôi tới đây. Gia Khiêm thấy Hạ Thu đứng ngẩn người thì anh hỏi cô. Sao thế? Sao hôm nay ở đây khác thế này nhỉ? Thế em có thích không? Căn phòng được sơn mới một màu hồng phấn, trang trí thêm nhiều cây xanh. Đặc biệt tấm ảnh của người phụ nữ kia cũng không còn. Không gian thoáng đãng, thoải mái, lại thêm trong lành, tạo cho tôi cái cảm giác được gần gũi với thiên nhiên, nên vừa nhìn tôi đã ưng ngay. Đẹp lắm, tôi rất thích. Vậy là được rồi, từ nay em sẽ làm ở đây. Nội quy ở đây chắc là em nắm rõ rồi chứ. Ở nhà một tuần qua tôi đã xem rất kỹ, nên hoàn toàn tự tin. Tôi rõ rồi. Vậy thì em bắt đầu làm quen với công việc đi. Chiều nay tôi sẽ qua đón em. Tôi gật đầu rồi bước đến cái bàn làm việc ngồi xuống. Do cái gì đối với tôi cũng lạ, nên tôi chạm vào cái này lại đụng đến cái kia. Gia Khiêm nhìn Hạ Thu như vậy thì anh cười. Vốn căn phòng trước đó anh đã cho người đến sửa lại hết. Do đây là phòng của Mộng Cúc nên mọi thứ không hợp đối với cô. Anh lựa chọn từ màu sơn đến vật dụng bày trí. Nhìn cô thích như vậy cũng không uổng công anh đã tốn nhiều tâm tư công sức. Bước ra khỏi phòng, anh nhìn qua A Mạnh, một trong bốn người thân tín được anh giao lo an ninh ở nơi này. A Mạnh này, coi dòm chừng cô ấy. Cô ấy có hỏi gì thì cậu chỉ dẫn tận tình giúp tôi. Dạ vâng, em biết rồi. Ừ, thế nhá, tôi đi đây. Gia Khiêm đi rồi, A Mạnh đưa mắt nhìn vào trong phòng. Trong lòng A Mạnh thầm hiểu Gia Khiêm để tâm đến người quản lý mới như thế nào. Khi mà anh vốn là người khá bận, lại bỏ thời gian ra sửa sang lại căn phòng này. Đối với Mộng Cúc, dù ngầm hiểu mối quan hệ của cô ta và ông chủ mình, nhưng so với người mới này lại khác xa rất nhiều. Thế nên A Mạnh biết Hạ Thu với ông chủ không đơn giản, nên tự biết phải đối với cô như thế nào. Sau khi chồng đi được một lúc, tôi lấy sổ sách trên bàn để xem. Vừa lật ra trang đầu tiên, tôi đã choáng với thu nhập hàng tháng ở nơi này. Đó là một con số rất khủng. Hèn gì chồng tôi lại giàu như vậy. Mà cũng đúng, một nơi cao cấp như này chỉ để tiếp đón những nhân vật máu mặt, lắm tiền nhiều của. Họ đến đây để bàn chuyện làm ăn, vui chơi thư giãn. Mà xem nội quy thì biết nơi đây rất đàng hoàng. Điều đó càng làm cho tôi ngưỡng mộ chồng mình, một người đàn ông quá tài giỏi. Tính toán thủ trì tất cả đều khớp, không sai lệch. Tôi yên tâm để qua một bên. Tôi cũng muốn đi tham quan hết nơi này. Bởi vậy tôi đứng lên và bước ra khỏi phòng.
Phòng của tôi ở tầng trệt, còn trên lầu là những phòng VIP dành cho khách. Tôi từ từ bước lên bậc cầu thang. Lên đến nơi thì tôi nghe thấy tiếng khóc của một cô gái phát ra xung quanh đây. Tôi tò mò và đi tìm. Nó đưa tôi đến cuối dãy hành lang. Ở đây có một căn phòng, cánh cửa hé mở. Tôi đưa mắt nhìn vào trong thì thấy bên trong có một người con gái đang khóc. Kế bên còn có một người nữa. Hình như đây là một trong bốn người hôm mà tôi đến, chồng tôi đã gọi ra để giới thiệu. A Mạnh nhìn Giao Linh dỗ dành. Em đến đi, mọi việc cứ để đấy, từ từ anh tính. Giao Linh là một trong những nhân viên làm việc ở đây. Cô từ quê vào Sài Gòn lập nghiệp, qua tìm hiểu và được người quen chỉ nên xin vào đây làm được hơn một năm. Thời gian này thì cô và A Mạnh đã quen biết, nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai đã yêu nhau hơn 6 tháng. Bây giờ ở quê, ba mẹ của Giao Linh gọi cô về để gả cô cho một người Đài Loan thông qua một người mai mối. Do nhà của Giao Linh cũng khá nghèo, mẹ thì đau bốm, nhà chỉ có mỗi một mảnh đất nhỏ trồng rau sinh sống qua ngày. Gia cảnh như thế cho nên Giao Linh phải nghỉ học sớm mà đi bưng bê trong một quán ăn gần nhà từ năm 15 tuổi để có tiền phụ giúp cho gia đình, cũng như là có tiền để chữa bệnh cho mẹ. Đến khi cô đủ 18 tuổi, cô mới quyết định lên Sài Gòn để có nhiều tiền hơn. Vất vả làm việc không dám tiêu xài phung phí, chắc chiêu dành dụm được bao nhiêu tiền đều gửi về quê cho ba mẹ. Do mẹ của Giao Linh mắc bệnh tim, để có tiền phẫu thuật thì số tiền mà cô gửi về không đủ. Bởi vậy ở quê ba cô đã vay mượn thêm. Giờ không có tiền trả cho họ, họ đến làm phiền đập phá mỗi ngày. Nghe bà gọi nói điện thoại mà Giao Linh không cầm được nước mắt. À Mạnh biết hoàn cảnh của bạn gái, anh không thể nào giúp được nhiều, bởi vì anh cũng còn người nhà để lo. Lương hàng tháng anh vẫn trích ra một phần đưa cho Giao Linh trang trải, còn để cô có tiền trả nợ thì anh gần như không có khả năng. Có người quen thấy gia cảnh nhà cô như vậy đã lên tiếng để làm mai cô cho người Đài Loan và hứa sẽ được một số tiền rất lớn để trả nợ. Bà Giao Linh đã gọi hỏi ý của cô. Bên chữ hiếu với gia đình, bên là người mà cô yêu, nên khiến cho Giao Linh rất khổ tâm. Còn tính cái gì chứ? Em không muốn ba mẹ khổ, suốt ngày bị bọn đòi nợ mắng chửi, chả có ngày nào yên ổn cả. Mà em lại không muốn từ bỏ tình yêu của chúng ta. À Mạnh nhìn cô như vậy, anh cũng đau lòng lắm, tự trách bản thân mình. Đều là do anh vô dụng. Thằng đàn ông không thể lo cho người mình yêu thì không đáng mặt làm đàn ông. À Mạnh không kìm được mà đấm mạnh vào tường. Giao Linh hoảng sợ đi đến cảng. Anh điên rồi sao? Anh đừng làm như thế. Đúng là anh điên. Anh là người thất bại rồi. Anh đừng làm như vậy. Em hiểu anh cố gắng vì em rất nhiều. Có lẽ duyên nợ của mình chỉ đến đây mà thôi. Em chỉ ước gì em có thể chết đi, nhưng em lại không thể, bởi vì em còn ba con mẹ. Họ đã sinh em ra nuôi em khôn lớn. Em không thể nào làm một đứa con bất hiếu được. À Mạnh ôm chầm lấy Giao Linh, đôi mắt của anh đỏ lên, hiện lên cái sự bất lực. Giao Linh à, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Tôi đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Tôi thật sự cảm động trước tình yêu của hai người. Cũng là một người có hoàn cảnh không khác gì Giao Linh, cho nên tôi càng thêm đồng cảm và thương cho cô gái này. Hiện tại tôi may mắn hơn khi gặp được gia đình cùng mẹ chồng tốt thương mình, còn có cả chồng tôi nữa. Tuy không mặn nồng tình cảm như đôi vợ chồng khác, nhưng mà tôi thấy cuộc sống của mình khá ổn. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu như trước đây người mình gặp không phải là chồng và mẹ chồng tôi như bây giờ, thì chắc cuộc đời của tôi cũng đang rẽ sang một hướng khác. À Mạnh lúc này nghe tiếng động ngoài cửa, liền buông Giao Linh ra, quay người ra hỏi. Ai đấy? Tôi đẩy cửa bước vào bên trong. Xin lỗi, tôi không cố tình nghe lén câu chuyện của hai người. Quản lý... Không có gì đâu à? Đây là quản lý mới sao anh? Ừ. Dạ, em chào chị. Giao Linh liền cúi đầu chào Hạ Thu. Sau đó cô đưa tay lau nước mắt trên mặt, nói với A Mạnh. Thôi, em đi làm đây. Nói xong cô ra khỏi phòng. A Mạnh lúc này nhìn Hạ Thu và hỏi.
Quản lý tìm tôi có chuyện gì ạ? Anh cứ gọi tôi là Hạ Thu được rồi, đừng có gọi tôi là quản lý. Đó là quy tắc ở đây, nếu ông chủ biết được sẽ mắng à? Không sao đâu, tôi sẽ nói lại với anh ấy. A Mạnh nghe như vậy cũng không biết làm sao, đành gật đầu và đồng ý. Nếu không có gì, tôi xin phép đi làm công việc của mình. Khoan đã, có chuyện gì thưa quản lý? Lúc nãy tôi không muốn nghe, nhưng mà tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Tôi rất cảm động trước tình cảm của anh và càng thương cho hoàn cảnh của cô gái kia. Bởi vậy nếu cần giúp, anh cứ nói với tôi. Trong khả năng mà tôi làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức. A Mạnh không nghĩ rằng Hạ Thu lại có ý tốt với mình như vậy, trong khi giữa cô và anh chỉ mới biết nhau không lâu. Rất cảm kích tấm lòng của Hạ Thu, nhưng mà A Mạnh không muốn phiền đến cô, trong khi chuyện của anh thì chưa chắc cô giúp được. Cảm ơn cô, nhưng chắc cô không giúp được chúng tôi đâu. Nói xong A Mạnh rời đi. Tôi thấy như vậy cũng rời khỏi phòng. Tôi không đi xem phòng nữa mà về phòng làm việc của mình. Lúc này tôi thấy cô gái lúc nãy trong phòng cùng với A Mạnh đang đứng trước cửa. Tôi đi đến và hỏi, cô tìm tôi sao? Giao Linh hai tay nắm với nhau, giống như đang sợ hãi điều gì đó. Cô thật sự không còn cách nào khác cả. Cô không muốn phải xa A Mạnh, lại càng không muốn ba mẹ mình phải chịu khổ. Khi nãy Giao Linh đã nán lại và nghe được lời của Hạ Thu nói với A Mạnh, nên Giao Linh muốn nhờ sự giúp đỡ từ cô. Nếu là trước đây Mộng Cúc làm quản lý, chắc chắn cô không dám. Nhưng nhìn Hạ Thu hiền lành và tốt bụng, trong khi cô còn chủ động muốn giúp đỡ hai người. Tôi nhìn thấy cô gái lưỡng lự, nên nói thêm, vào phòng tôi đi, rồi chúng ta nói chuyện. Giao Linh đi vào trong theo Hạ Thu, vào đến phòng thì cô bất ngờ quỳ xuống, nói với Hạ Thu. Em xin chị giúp em có được không? Em biết giữa em và chị chỉ là người dưng nước lã, không quen không biết. Nhưng em thật sự không còn cách nào, nên em mới bạo gan đến đây nhờ chị giúp ạ. Có cái gì cô đứng lên, rồi nói chuyện, đừng quỳ như thế. Giao Linh vừa khóc vừa đứng lên. Tôi nắm tay kéo cô gái đến bên ghế ngồi xuống. Cô muốn tôi giúp việc gì? Nếu trong khả năng của tôi làm được thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Mà cô tên là gì? Giao Linh như bắt được hy vọng mà bám víu. Em tên là Giao Linh. Em làm nhân viên ở đây gần được một năm rồi. Nhà em ở An Giang. Do hoàn cảnh nghèo khó, em phải xa quê đi làm kiếm tiền để gửi về cho ba mẹ. Giao Linh kể lại toàn bộ hoàn cảnh của mình cho Hạ Thu lắng nghe. Em thật sự rất yêu A Mạnh. Em không muốn xa anh ấy. Nhưng phận làm con, em lại không muốn ba mẹ em chịu cực. Nên chị có thể cho em mượn tiền để em trả nợ cho người ta có được không ạ? Em hứa em sẽ làm trâu làm ngựa để trả lại cho chị. Tôi nghe hoàn cảnh của Giao Linh thì rất thương. Nghèo đúng là không có tội, nhưng mà nghèo thì phải chịu đủ mỏi gian truân. Nhìn Giao Linh tôi lại cảm thấy mình của ngày trước, cùng đường nên mới chấp nhận lấy chồng qua mai mối, trong khi chẳng biết mặt mũi, nhưng tôi lại may mắn hơn Giao Linh. Vậy em cần bao nhiêu? Dạ 400 triệu ạ. Tôi nghe con số mà Giao Linh nói thì bàng hoàng. Đó là một số tiền quá lớn, tôi làm sao mà có được. Em hứa em sẽ cố gắng trả lại cho chị. Thật sự nếu em có thể chết được thì tốt biết mấy. Giao Linh thật là đáng thương. Tôi không thể nào trơ mắt đứng nhìn và không giúp. Một cô gái còn quá trẻ mà lại nghĩ đến cái chết, thật sự đã bước vào ngõ cụt. Tôi sực nhớ đến thẻ mà chồng đưa cho tôi. Nhưng mà lần trước trả nợ cho mợ, tôi đã rút một lần rồi, trong khi bây giờ số tiền còn lớn hơn gấp mấy lần. Nhưng nếu như không rút thì tôi sẽ cắn rứt lương tâm. Do dự một lúc, tôi quyết định mượn tiền của chồng cho Giao Linh trả nợ. Thôi được rồi, bây giờ em ở đây đợi chị một chút, chị đi lấy tiền cho em. Giao Linh vui mừng cười trong nước mắt. Đối với cô, Hạ Thu chẳng khác nào Phật sống đã kéo cô từ vực thẳm trở lên. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Em đừng khóc. Chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ rồi tìm cách mà giải quyết. Đừng có hở ra một tí là đòi chết. Sinh mạng do ba mẹ mình cho, nên phận làm con không được ý từ bỏ. Em biết rồi ạ. Em hiểu rồi ạ.
Sau đó tôi bảo Giao Linh ở trong phòng ngồi đợi, còn tôi thì cầm túi sách đi rút tiền. Do là số tiền lớn, không thể nào rút một lần ở cây ATM được, nên tôi bắt taxi đến thẳng ngân hàng. Lúc này tôi đang ngồi chờ nhân viên ngân hàng làm thủ tục giao dịch. Lần đầu tiên đến đây nên tôi có hơi hồi hộp một chút, bàn tay cứ đặt lên túi sách. Nhân viên ngân hàng nhận được thẻ từ Hạ Thu thì nhận ra rằng đây là thẻ VIP của ngân hàng, không phải ai cũng có được. Trong khi người đến rút tiền lại không phải chủ thật sự của chiếc thẻ. Vì muốn chắc chắn, nhân viên đã gọi điện thoại cho Gia Khiêm. Lúc này Gia Khiêm đang ở công ty, anh nhận được cuộc gọi của bên ngân hàng. Anh có hơi lạ, tại sao bên đó lại gọi cho anh? Alo, xin lỗi quý khách vì gọi làm phiền, nhưng bên ngân hàng cần sự xác nhận của quý khách trước khi thực hiện giao dịch rút tiền. Giao dịch á? Dạ vâng, có khách hàng tên là Hạ Thu, đang cầm thẻ của quý khách, đến đây rút số tiền là 400 triệu. Bởi vậy bên ngân hàng cần sự xác nhận của quý khách à? Gia Khiêm nghe xong có hơi thắc mắc, tại sao cô lại rút một số tiền lớn như vậy? Thời gian qua tiếp xúc anh hiểu rằng Hạ Thu không phải là người tham lam hám lợi. Lần trước cô dùng tiền của anh cũng vì trả nợ cho cậu mợ cô, nên lần này chắc chắn là cô có lý do của cô. Mà thế nào cô cũng nói lại với anh, bởi vậy anh nói với nhân viên ngân hàng. Tôi biết rồi, cứ đưa tiền cho cô ấy. Cảm ơn quý khách, xin lỗi vì đã làm phiền. Người nhân viên kết thúc cuộc gọi xong thì nhanh chóng làm thủ tục rồi đưa tiền cho Hạ Thu. Dạ, tiền của quý khách đi ạ. Cảm ơn cô. Mời quý khách nhận lại thẻ của mình. Tôi cầm thẻ bỏ vào túi sách, sau đó rời khỏi ngân hàng. Taxi vẫn còn đợi, do khi nãy tôi nói chờ tôi một chút. Ngồi vào xe, tôi ôm chặt lấy túi sách, bởi vì bên trong có một số tiền rất lớn. Cả cuộc đời này tôi nghĩ rằng chưa chắc mình đã cầm được trong tay. Hơn hết nó còn là tiền của chồng tôi. Mà bây giờ tôi lại còn đau đầu khi không biết mở lời với chồng như thế nào về số tiền này. Mà thôi, chuyện đó cứ để sau rồi tính. Bây giờ về đưa tiền cho Giao Linh để cô ấy giải quyết chuyện gia đình của cô ấy trước. Tôi về đến câu lạc bộ, bước vào phòng làm việc. Mở cửa ra không thấy Giao Linh đâu nữa. Rõ ràng tôi bảo cô ấy đợi tôi. Tôi liền đi ra khỏi phòng để tìm xem. Cũng may tôi nhìn thấy A Mạnh từ ngoài vào. Mà nhìn mặt anh ta có vẻ hơi buồn. A Mạnh, anh thấy Giao Linh ở đâu không? A Mạnh vừa đưa Giao Linh ra bến xe về quê vì dưới báo lên nhà cô có chuyện cần cô về gấp. A Mạnh tự trách bản thân mình vô dụng, không thể nào giúp gì được cho người yêu. Đưa cô lên xe mà cả hai ngậm ngùi trong nước mắt. Đứng nhìn chiếc xe dần lăn bánh, A Mạnh không biết đây có phải lần tạm biệt, lần cuối cùng hay không. Yêu cô rất nhiều, nhưng mà anh lại chẳng thể làm gì được ngoài trơ mắt nhìn cô đang dần dần rời xa mình. Tôi vừa đưa cô ấy về quê, thưa quản lý. Sao lại về quê? Có việc gì gấp à? Lúc nãy tôi bảo cô ấy đợi tôi trong phòng cơ mà. Ở quê người nhà cô ấy gọi lên có chuyện gấp. Cô ấy có nói với tôi, gửi lời cảm ơn đến cô và nói có lẽ số phận của cô ấy đã được định đoạt như vậy. Vậy tôi về trễ rồi sao? Mà anh là người yêu của cô ấy, hẳn là anh biết quê cô ấy ở đâu, có đúng không? Lần trước A Mạnh có đưa Giao Linh về thăm mẹ khi mẹ cô phẫu thuật, nên anh cũng biết nhà của cô. Tôi biết. Vậy thì anh mang tiền này xuống cho Giao Linh. Nhanh lên. Tôi lấy tiền trong túi đưa cho A Mạnh, còn A Mạnh nhìn số tiền thì kinh ngạc. Đây là... Giao Linh tìm tôi cầu cứu. Thương hoàn cảnh cô ấy, tôi hứa cho mượn tiền. Tôi không nghĩ rằng mình về đây thì cô ấy đã đi mất rồi. A Mạnh vui mừng nhìn Hạ Thu cảm kích, không ngờ chỉ mới biết mà cô lại chịu giúp đỡ cho Giao Linh. Cũng giống như cô đã cứu anh một mạng, bởi vì nếu như mất Giao Linh, A Mạnh thật sự không biết phải sống thế nào. Quản lý, cảm ơn cô nhiều lắm. Không cần, anh đi nhanh đi. Nhưng mà... A Mạnh không thể tự ý đi như vậy, do ở đây còn nhiều việc cần anh có mặt, mà Gia Khiêm từng là người mà anh mang ơn rất nhiều. Vì vậy khi gặp khó khăn, anh không dám tìm Gia Khiêm để giúp đỡ, do sợ mắc nợ thêm. Tôi thấy A Mạnh cứ chần chừ, tôi lại hỏi ngay. Còn việc gì? Tôi không thể đi được. Tại sao? Nếu tôi đi công việc ở đây không có ai làm,
Còn ông chủ, thì ra A Mạnh sợ chồng tôi. Lỡ tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, giúp người thì giúp cho chót. Tôi nói ngay, anh cứ đi đi, mọi việc có tôi rồi. Còn về Gia Khiêm, tôi nói lại với anh ấy. Cảm ơn quản lý. Tôi đi đây à? Ừ, tôi chờ hai người cùng nhau về với tôi. A Mạnh vui mừng chạy nhanh ra câu lạc bộ. Trong lòng của anh thầm nghĩ, Giao Linh, em nhất định phải đợi anh. Tôi nhìn theo mà thầm chúc phúc cho hai người. Tình cảm của cả hai khiến tôi ngưỡng mộ. Xem một tí thôi là phải chia cắt bởi vì hoàn cảnh nghiệt ngã. Mong sau này khi trở lại đây, họ sẽ nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua được mọi thử thách. Thấy họ đi rồi, tôi lại chợt nghĩ đến mình. Lúc này tôi nhớ đến chồng, chẳng hiểu sao trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ. Kiểu như không thấy là lại thấy nhớ. Có lẽ tôi đã yêu chồng mình rồi sao? Không thể nào, tại sao tôi lại yêu một người khó tính và hay trêu chọc tôi chứ? Lắc đầu bỏ đi ý nghĩ đó, tôi lại bước vào trong phòng làm việc. Gia Khiêm tan làm thì ra khỏi công ty, lái xe đến câu lạc bộ để đón Hạ Thu. Lúc mở cửa phòng cô ra, anh đang nhìn thấy cô cắm cúi, ghi ghi chép chép cái gì đó. Không biết làm gì mà tập trung đến mức anh vào mà cô không hay biết. Gia Khiêm nhẹ nhàng đi vòng qua phía sau lưng cô, sau đó đặt hai tay lên vai của cô. Hồ, bắt quả tang rồi nhá. Tôi đang tính thu nhập thì giật mình, theo quan tính tôi nhảy cẫng lên mà nói với anh. Cái gì thế này? Mà! Gia Khiêm nhìn theo cô, cứ đeo cứng lấy mình thì không khỏi bật cười. Ban ngày ban mặt, làm gì có ma? Mà em có cần sợ đến như vậy hay không? Tôi lúc này định thần lại, nhận ra rằng mình đang ôm cổ chồng thì vội vàng buông tay xuống. Mà chồng tôi lại dùng tay giữ chặt người tôi lại. Anh làm cái gì thế? Anh buông tôi ra. Em định lợi dụng tôi xong thì em phủi sạch tôi đi à? Ai lợi dụng anh chứ? Chứ như thế này là như thế nào? Tại anh hù tôi, khiến cho tôi giật mình, tôi sợ. Vậy rồi ôm một cái thôi à? Con gái không sợ thiệt thòi thì thôi, đàn ông các anh thiệt thòi cái gì? Tôi vừa nói xong thì bị chồng áp sát, dùng môi của mình phủ kín môi của tôi. Qua phút bất ngờ, tôi phản ứng chống cự, nhưng mà chồng tôi lại càng tấn công mạnh mẽ, mút mát cánh môi của tôi. Sau đó còn cố ý tách hàm răng và đưa chiếc lưỡi của anh đi sâu vào khoang miệng. Từng đợt thủy triều không ngừng dâng lên, tôi hoàn toàn bị cuốn theo dòng nước chảy xiết đó. Bật giác hai tay vòng lên cổ của chồng, sau đó dây dưa tận hưởng sự ngọt ngào dường như bất tận. Gia Khiêm không hiểu sao mình lại mất đi khống chế khi nhìn thấy cô ngẩng mặt lên nói. Lúc đó anh chỉ muốn hôn lấy đôi môi của cô, khi chạm vào rồi giống như một thỏi nam châm cứ cuốn hút lấy anh, khiến anh cứ trầm luân không thể nào dứt ra được. Không biết cô vợ nhỏ này có ma thuật gì mà làm cho anh mất đi sự kiềm chế của bản thân. Nhưng mà không phủ nhận, vị ngọt này một khi đã nếm thì nó giống như thuốc phiện, khiến cho anh nhớ mãi không quên. Lúc này anh cảm nhận hơi thở của Hạ Thu yếu đi. Gia Khiêm đành luyến tiếc rời khỏi môi của cô. Tôi chẳng khác gì phải lặn mình dưới nước, tưởng chừng như sắp không còn oxy để thở, thì giờ đây tôi được cứu và đưa lên bờ, ra sức hít lấy hít để. Quá yếu, chắc là tôi cần phải tập luyện cho em nhiều hơn. Tôi nhìn qua chồng xấu hổ, bỏ tay ra khỏi người của anh rồi nói ngay. Anh chỉ biết ăn hiếp người khác thôi. Thế tôi ăn hiếp em khi nào? Anh còn hỏi à? Thôi, không nói nữa đâu, đồ đáng ghét. Ghét thật á? Đúng, anh là đồ đáng ghét. Ghét lắm, anh có biết không? Tôi biết rồi, em nói lần này tôi nghe rồi, không cần phải nói nhiều lần như vậy. Bây giờ tôi đưa em về nhé. Tôi cầm túi xách rồi đi một hơi ra ngoài, không thèm nhìn đến chồng tôi nữa. Người gì chỉ toàn biết chọc ghẹo tôi, mà nụ hôn khi nãy thật sự là rất ngọt ngào. Tôi đang nghĩ gì thế này? Do mải suy nghĩ, tôi không để ý bậc thang, xem tư ý là trượt chân ngã. Cũng may có vòng tay rắn chắc, đã kịp giữ tôi lại. Tôi mở mắt ra thì bắt gặp đó là gương mặt của chồng tôi. Còn Gia Khiêm đi theo phía sau cô. May là anh nhìn thấy nên nhanh chóng đến đỡ cô. Mà cô vợ nhỏ này lúc nào cũng khiến cho anh lo lắng, chả có cái gì là ý tứ cả. Đầu óc của em để đâu thế à? Còn chẳng phải em đang nghĩ đến anh à?
Tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hoảng quá nên tôi nói bậy rồi, nên tôi nhanh chóng sửa lại. Nhưng mà vẫn chậm hơn chồng của tôi. Gia Khiêm nghe cô nói như vậy thì nhếch môi, ý cười hiện rõ trên gương mặt. Ồ, vậy là tôi cũng được em để tâm cơ à? Ai mà thèm để tâm chứ? Nói xong tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi đi nhanh ra ngoài. Xe đậu sẵn, tôi mở cửa bước vào. Gia Khiêm cũng vừa ra đến nơi, anh mở cửa ngồi vào ghế lái, sau đó khởi động xe chạy đi. Lúc này tôi không biết phải nói thế nào về số tiền mà tôi cho Giao Linh mượn. Tôi lấy tay vò vò vào áo. Gia Khiêm đang lái xe, nhưng mà mắt vẫn chú ý đến Hạ Thu. Thấy cô như vậy, anh hỏi cô. Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì em nói đi, tôi đang nghe đây. Lúc nãy tôi có dùng thẻ của anh đến ngân hàng, tôi rút một số tiền rất lớn. Đó là 400 triệu. Mà khoan nhé, anh đừng vội nghĩ rằng là tôi lấy, tôi tiêu xài linh tinh. Ừ, rồi như thế nào? Nhưng trước tiên tôi cần phải kể cho anh nghe một câu chuyện. Ừ, em kể đi. Sau đó tôi kể hết tất cả về việc của Giao Linh và A Mạnh, cũng như nói chuyện kêu A Mạnh đi tìm Giao Linh. Gia Khiêm nghe xong thì không khỏi suy nghĩ, nhưng mà anh cũng đoán được từ trước, chắc hẳn cô lại giúp ai đó, chứ không tự ý lấy tiền và tiêu xài như vậy. Mà tiền của anh không thiếu, nên cô có thể tiêu, anh nhất định không nói gì. Hài, em đúng là giỏi, lo chuyện bao đồng. Tại tôi thấy tội nghiệp cho hai người đó. Tiền tôi làm ra không phải đi từ thiện. Thì xem như tôi mượn của anh đi. Rồi em lấy cái gì để trả? Muốn dùng thân báo đáp à? Tôi nghe như vậy thì hốt hoảng, đưa lấy tay che ngực của mình. Này, anh không được làm bậy. Tôi đùa thôi, họ là nhân viên của tôi. Giờ tôi không có nhiều thời gian đến câu lạc bộ, cũng như quan tâm đến nhân viên. Cũng may có em kịp thời biết mà giúp đỡ. Tôi phải cảm ơn em mới đúng chứ. Thế tôi có cần phải trả tiền lại cho anh không? Ai nói không? Tôi để em giúp họ, chứ đâu nói là cho tiền. Em là người lấy tiền, tôi sẽ tính cho em. Còn việc em đưa cho ai là chuyện của em, tôi không cần biết. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Gia Khiêm lúc này mỉm cười và tiếp tục lái xe về nhà. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Tôi làm việc ở câu lạc bộ được hơn một tháng. Tôi cũng quen việc ở đây và cũng như mọi người. Tôi rất mừng cho A Mạnh và Giao Linh. Tầm một tuần thì cả hai trở lại. Giao Linh tìm gặp tôi để cảm ơn. Nhìn Giao Linh bây giờ vui vẻ, không còn vẻ mặt ủ rũ như lần đầu tiên tôi gặp nữa. Giao Linh kể rằng nhờ số tiền mà tôi đưa, cô giúp ba mẹ trả hết nợ nên không cần phải đi lấy chồng. Mà ba mẹ cô cũng đồng ý chuyện của cô và A Mạnh yêu nhau. Trả nợ xong còn dư một ít tiền, cô sửa lại nhà cho ba mẹ rồi mua thêm một con bò để ba cô ở nhà chăm sóc. Mẹ được chữa trị nên bà cũng khỏe lại. Nhà cửa bây giờ yên ổn để cho cô yên tâm đi làm. Cô nói rằng còn phải nhanh chóng trả lại tiền cho tôi. Cả A Mạnh cũng vậy, luôn miệng cảm ơn không thôi. Do tôi không có chơi thân với ai, chị em lại càng không có, nên tôi đối với Gia Linh giống như em gái mình. A Mạnh thì cũng giúp đỡ, chỉ dẫn những gì mà tôi không hiểu. Ở câu lạc bộ có hai người này, tôi không còn cảm thấy buồn nữa. Do đi làm nên tôi không thường đến thăm bà nội Hà. Lần trước tôi có đến thì bà rất vui, bà cũng thông cảm cho tôi. Nhưng bà chỉ có Kim Thoa là vẫn ghét tôi ra mặt, mà tôi cũng chẳng thèm để tâm. Hôm nay tôi phải tranh thủ về sớm để thu xếp quần áo cùng chồng để đi Nam Kinh. Một chuyến đi giống như mẹ chồng tôi đã từng nói từ trước. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy cái cô gái Hạ Thu đúng là một cô gái vô cùng tốt bụng, đi giúp đỡ người khác giống như là người thân ruột thịt của mình. Mà đúng là may mắn đúng không quý vị? Nếu như không có tiền thì làm sao có thể giúp đỡ được người khác? Sau khi mà lắng nghe những câu chuyện của A Mạnh thì Tâm An mới hiểu được rằng đúng là tiền bạc nó rất quan trọng. Có thể là yêu nhau đấy, nhưng nếu như không có tiền để giúp đỡ người yêu của mình những cái lúc mà khó khăn giống như cô gái tên Giao Linh này
thì A Mạnh và Giao Linh chưa chắc có thể yêu được nhau, đến được với nhau. Bởi vậy nên là Tâm An thấy nếu như chúng ta mà bước vào một mối quan hệ yêu đương hoặc là đơn giản như tình bạn thôi thì chúng ta cần phải có tiền. Đúng là đồng tiền nó không phải là tất cả, nhưng nó giúp chúng ta có được các mối quan hệ và giúp cuộc sống của chúng ta tốt lên. Bởi vậy sau khi mà lắng nghe những cái tình tiết này thì Tâm An cảm thấy là chúng ta phải cố gắng từng ngày để có thể kiếm được tiền tốt cho bản thân mình và có thể giúp đỡ được những người xung quanh. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách là like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về phần chuyện này, hãy comment ở dưới đây cho Tâm An cùng được biết. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.